vương đang sạc pin. Đại vương đã sạc pin xong. Chào mừng quý vị các bạn trở lại với kênh Đại Vương. Thì đến video này, Vương xin chia sẻ cho anh chị các bạn cách mà để bật cái tự động hóa nghiêm cục sạc vào thì nó báo là chúng ta đã đang sạc pin, và khi chúng ta rút bộ sạc ra thì nó báo chúng ta đã rút sạc pin. Thì điều đầu tiên chúng ta phải vào cái phím tắt trên điện thoại iPhone. Còn các bạn nào mà chưa có cái phím tắt này thì chúng ta sẽ vào App Store để chúng ta tải cái phím tắt này về nha. Rồi chúng ta sẽ bấm vào mở cái phím tắt này lên. Và chúng ta sẽ chọn vào cái nút là tự động hóa này. Bấm vào đây. Và chúng ta sẽ bấm là tạo một tự động hóa cá nhân. Bấm vào đây. Và chúng ta sẽ kéo lên. Chúng ta sẽ kéo lên nha. Và chúng ta sẽ thấy là bộ sạc đó nha. Chúng ta sẽ bấm vào đây. Bộ sạc. Thì bây giờ tới cái lúc mà được kết nối này. Thì chúng ta vẫn để nguyên này nha. Và chúng ta sẽ bấm là tiếp. Và chúng ta sẽ bấm là thêm tác vụ. Chúng ta sẽ bấm vào chữ tìm kiếm này. Chúng ta sẽ bấm là đọc văn bản. Đọc văn bản rồi chúng ta có đây. Chúng ta sẽ bấm vào đây nha. Rồi trong cái chỗ mà đọc văn bản này á, thì chúng ta sẽ bấm vào đó. Và chúng ta sẽ chọn. Ví dụ như là trong sạc pin á, thì khi cắm vào sạc á, thì chúng ta là Đại Vương đang sạc pin. Rồi mình sẽ bấm là Đại Vương. Đang sạc pin. Đang sạc pin nha. Rồi sau khi chúng ta đóng xong thì chúng ta sẽ bấm xong nha. Và chúng ta sẽ nghe thử nha. Nó có nói như thế nào nha. Đại Vương đang sạc pin. Rồi ok. Còn chúng ta muốn nghe, kiểm tra cái cường độ tăng hay giảm thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút cái dấu đây, và chúng ta sẽ bấm tùy chỉnh cao độ và tốc độ nha. Như ngôn ngữ đó. Đó. Thì mình thấy ok rồi thì mình sẽ bấm là tiếp. Và nó hỏi là trước khi chạy này, chúng ta sẽ tắt cái này đi. Và chúng ta sẽ bấm không hỏi. Và chúng ta sẽ bấm xong. Rồi, tiếp theo đó là chúng đó là khi là chúng ta cắm vào để sạc pin. Thì nó sẽ báo là nó sẽ đọc là Đại Vương đang sạc pin nha. Còn bây giờ là chúng ta sẽ bấm vào dấu cộng đây. Chúng ta sẽ bấm vào tạo một tự động hóa cá nhân làm như nãy và kéo lên. Chúng ta sẽ chọn vào bộ sạc. Và mình sẽ bấm vào đây cái dấu đây. Bị ngắt kết nối, mình sẽ tắt là được kết nối đi nha. Rồi tiếp theo đó chúng ta bấm tiếp. Và chúng ta sẽ bấm thêm tác vụ. Rồi chúng làm như nãy. Chúng ta sẽ tìm là đọc văn bản. Rồi chúng ta sẽ chọn vào đây nè. Chọn đọc văn bản nè. Rồi chúng ta sẽ sửa đổi cái văn bản cần đọc. Rồi bây giờ cái này thì chúng ta sẽ gọi là Đại Vương đã sạc pin xong. Rồi, chúng ta sẽ bấm xong. Và chúng ta nghe thử. Đại Vương đã sạc pin xong. Rồi, chúng ta sẽ bấm là tiếp. Và chúng ta sẽ tắt cái hỏi trước khi chạy đây. Và chúng ta sẽ bấm không hỏi. Cái này là chúng ta luôn tắt nha. Chúng ta đừng có bật lên nha. Rồi, chúng ta sẽ bấm xong. Rồi, như vậy là chúng ta đã tạo được cái tự động hóa là khi mà chúng ta cắm cái sạc vào thì nó sẽ đọc, và khi chúng ta rút cục sạc ra thì nó sẽ đọc nha. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra nha. Đại Vương đang sạc pin. Đại Vương đã sạc pin xong. Vâng, như vậy là Vương vừa chia sẻ cho anh chị các bạn cách bật cái chế độ tự động hóa cá nhân trên điện thoại iPhone. Nó đọc, nó báo chúng ta là khi sạc pin và khi tắt sạc pin. Và video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video này hữu ích thì hãy cho Vương một like, một đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.